Tại chương trình Thang Âm Việt số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thì tiến sĩ Mai Mỹ Duyên có chia sẻ với chúng tôi rằng các loại hình nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng thông thường là có 3 chủ thể. Chủ thể đầu tiên đó chính là các nghệ sĩ, những người sáng tạo trình diễn trên sân khấu. Chủ thể thứ hai đó chính là công chúng, những người thưởng thức nghệ thuật. Và chủ thể thứ ba đó chính là những nhà quản lý văn hóa. Và để tạo ra một sự thay đổi, một sự thích nghi của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong một bối cảnh mới thì có rất rất nhiều việc phải làm, trong đó đặc biệt là đối với chủ thể thứ hai, những công chúng, những khán giả thưởng thức nghệ thuật, đặc biệt là các khán giả trẻ. Và có một cụm từ đôi khi mọi người vẫn còn hay nghe ngại khi sử dụng, đó chính là việc giáo dục công chúng, educate công chúng. Và tổ chức giáo dục FPT thì chúng tôi đã chủ động làm việc với các nhà hát, xin phép các nghệ sĩ đến từ nhà hát Tây Đô, nhà hát Chèo Việt Nam, nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang là hãy đến với FPT Edu cùng chúng tôi thực hiện chương trình Thang Âm Việt để trình diễn, để giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống với cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của mình. Bởi vì có trình diễn, có giới thiệu thì chúng tôi mới biết, biết thì mới hiểu, hiểu thì mới yêu. Và đấy chính là một cái quá trình mà chúng tôi được educate. Và đó cũng chính là cách mà chúng tôi đang thực hiện với hai dự án cộng đồng của tổ chức giáo dục FPT, đó là đưa Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo và đưa nhạc cụ dân tộc đến với các trường trung học phổ thông. Khi mà chúng ta đánh giá một cái nền tảng văn hóa của mỗi người thì chúng ta không chỉ đánh giá về trí tuệ của họ với óc khoa học, đó chính là việc diễn giải mọi việc một cách rất logic, đó chính là óc triết học với việc nhìn nhận mọi việc từ chi tiết đến tổng quan, mà chúng ta còn nhìn nhận vào tâm hồn nghệ sĩ, vào sự biết rung động, vào vẻ đẹp của nghệ thuật. Và chúng tôi mong tất cả các bạn học sinh, sinh viên của tổ chức giáo dục FPT, chúng ta sẽ có vẻ đẹp trong tâm hồn mình, biết nghe một câu ca hay, biết thưởng thức một vẻ đẹp nghệ thuật, và đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, để sau này dù cho các em có thể làm việc học tập ở bất kỳ đâu trên thế giới, thì như lời chia sẻ của thầy hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thành, đó chính là luôn mang một tiếng đàn bầu trong tim. Bởi vì sức mạnh mềm của văn hóa, vẻ đẹp của văn hóa sẽ giúp các em hạnh phúc hơn và sẽ vun đúc cái lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước. Và cuối cùng, thay mặt cho ban tổ chức, Hành Hà xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn có một đời sống hạnh phúc, và đặc biệt là hạnh phúc ngay trong giây phút này tại sảnh Gamma của Đại học FPT Cần Thơ, cùng lắng nghe những câu ca vọng cổ, đờn ca tài tử và cải lương. Ông cha ta có một từ rất hay, đó chính là lắng để nghe, và chúc tất cả chúng ta sẽ có một đêm lắng nghe trọn vẹn.